Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda SX Mode lột xác từ trong ra ngoài với rất nhiều đồ chơi xịn sò. Cái chiếc Honda SX Mode vốn dĩ là một trong những cái mẫu tay ga cao cấp dành cho phái nữ. Tuy nhiên với nhiều anh em đam mê độ chế thì không có gì là không thể. Và nghĩ ra cái ý tưởng dọn cái chiếc SX Mode hôm nay thành một cái chiến binh hấp dẫn với rất nhiều món đồ chơi chất. Đầu tiên ta thấy cái phiên bản hôm nay được lên cái style là phong cách sporty. Đó là cái gam màu trắng làm chủ đạo với một cái dàn chân tay dắt màu đen nhằm tạo ra cái sự tương phản cần thiết, tăng thêm cái chút khỏe khoắn cho mặt tổng thể chiếc xe. Cái ấn tượng người xem đó chính là cái cụm đèn flash được chế là cái phần bi cầu mắt quỷ rất cuốn hút. Cái phần tay lái thêm nhiều người đã thấy đây là một cái tổ hợp cụm phanh của Racer Boy, tận dụng cái má CNC rời khắc lục Rainbow và bên trái là cái cụm của tiếp em. Cái sự đơn điệu cực kỳ quan trọng đến từ việc nâng cấp hệ thống phanh trước, bắt đầu từ cái kẹp phanh của em FZ Bilic hệ mới, cái dầu bấm để của 14. Tô điểm cho cái dàn chân sau chính là cái bộ ốp nội được sơn cái tông màu đen bóng kết hợp logo Honda màu đỏ tại điểm nhấn. Hệ thống cái phụ sau nâng cấp cái dầm ô linh bình dầu rời kết hợp với cái dụng cụ HPA, cây đen hot trên thị trường Việt Nam hiện nay. Cái bên đối diện thì người chủ đã lên cái mua bên sườn FSD được bắt vị trí nhô ra bên ngoài, giúp tập cái điểm nhấn cái tính cho cái mẫu xe này. Hoàn thiện bản dọn còn vô số những cái bộ phận ốc inox xe già trải khắp ở phần thân xe. Và chúng đang thấy một cái chiếc xe như thế này không kém phần hấp dẫn đúng không? Xe chia F1/10 lột xác cực chất, khoe dáng trong cái màn đêm. Cái chiếc Suzuki Saichi F1/10 hôm nay thuộc sở hữu một cái bản tên là Hào, một cái mẫu xe tạo ra một cái sự khác biệt khá nhiều ở trên đường phố, và chàng trai đã lột xác em ấy với rất nhiều món đồ chơi chỉnh chu. Đó là cái cặp cù bằng cái chất liệu inox hạ thấp cái phần kỳ đâm hơn, đồng thời thay thế full oxy và ốc Purinam. Đặc biệt phía sau lái còn lên cái bộ trợ lực đã làm cho cái dàn động cái chiếc Saichi hôm nay trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng quan trọng chính là cái cặp tay thắng thân quen của Rainbow Costa đi cùng với cụm con tiếp em. Hiện đây là một cốt combo được nhiều người bạn trẻ ưu chọn. Cái dàn chân trước, cái sự kết hợp heo của Rainbow 4x đã xứng, mức giá cũng gần 4 triệu. Để kết hợp cùng với chất liệu là nhôm đúc rất là tốt. Đây người chủ tận dụng cho mình cái bánh căm chế phần niềng nhôm của Excel để đồ chơi với kích thước như xin, nhưng phải làm thêm rất rộng để phần đĩa ra bên ngoài tí xíu không bị cạt cấn vào căm xe. Cái dầu heo được bấm rất nhiều đầu tạo màu sắc rất đẹp. Tiếp đến ta thấy nhiều ốc kỳ nằm trang bị ở cấp vị trí cơ thể trên chiếc xe. Ống xả tận dụng buzin nhưng thay cái phần cổ chất liệu của titan. Trong khi cái con heo sau là cái dòng của Fando logo đỏ 20 xứng được bắt góc 45 độ quay ngược xuống dưới khá đẹp, kết hợp đĩa thắng cái kiểu dáng tương tự như đĩa trước. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.